Và trong video này chúng ta đã có con mic để tránh được nhiều tạp âm, và rất là cảm ơn bạn Tù Origami 03. Đây, bạn ấy sẽ có ở phần đây. Và bạn ấy đã để làm cái feedback như thế trong video của Kevin, mà hôm nay Kevin sẽ lắng nghe và bắt đầu từ đây sẽ có thêm con này để tránh nhiều tạp âm hơn. Và một chuyện buồn đã xảy ra trong sáng nay. Không biết mình để đầu óc như nào mà sau khi là mình dắt xe ra và lấy xong hết tất cả áo chống nắng và các thứ thì mình vứt luôn chìa khóa xe của mình ở trong cốp xe. Và bây giờ mình đang đợi anh họ của mình sang để lấy cái chìa khóa sơ cua. Nhưng cho con nhiều các bạn rất tiếc là trời nó đang mưa. Mình phải rất cảm ơn ông anh họ đấy đã đi sang với mình. Và đây vị cứu tinh của chúng ta là mặc trong áo mưa xanh đã đến để cứu trợ. Đây, chúng ta sẽ ra để mở thử. Sáng vừa bị đứt tay vì khi setup camera xong bây giờ chanh nó phi ở đấy nó sót quá. Cái cuối hồng các bạn ạ. Anh có đủ sốt không ạ? Xin chào YouTube và cảm ơn các bạn đã chọn xem video của Kevin ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của trong series STVV mùa 3. Và hôm nay thì đây Kevin vừa nhận được gói hàng của Ready Kick. Và chúng ta sẽ hôm nay chúng ta xem xong ở trong này có cái gì. Và chúng ta sẽ test thử cái gói sản phẩm này. Và rất cảm ơn nhà tài trợ Ready Kick đã tài trợ cho video của ngày hôm nay. Và đây sẽ là những attempt đầu tiên trong việc làm video unboxing của mình. Này chúng ta có cái thứ đầu tiên. Ok, các bạn xem, đây là một chiếc quần. Mình sẽ phải bỏ ra cái này. Ok, đây là một chiếc quần. Đây là một đôi tất. Trong này có thư của Ready Kick. Mong là cái này nó không ngược. Special card. Super MVP. Đóng mưa. Super MVP bị mất điện. À, Super MVP bị mất điện. Tớ phải chạy vào đây. Ok, thì đợi tí xong anh em tập luôn. Được không? Được. Ok, tôi đang làm video bởi vì Ready Kick gửi tôi một số đồ. Ai? Bên nào? Ready Kick. À, Ready Kick. Để tổng kết lại tất cả những cái đồ mà nhà tài trợ Ready Kick đã gửi cho chúng ta ngày hôm nay. Và nhất là chúng ta có một cái quần đùi, một cái legging. Chắc là cái legging này mình sẽ review, không review trong video ngày hôm nay, mà mình sẽ chỉ mặc cái quần đùi này và đôi tất này ở trong buổi tập ngày hôm nay. Hôm nay là tập, hôm nay tập ngực ạ. Hôm nay là tập ngực. Và sau chúng ta Vinh UC đang có mặt ở đây bởi vì Square Quality bị mất điện nên là hôm nay đi sao bên này để mưa mà nó về nó còn bị bắn nó mất điện nha. Ok, đợi một chút để anh em. Ok, và bây giờ mình đã mặc đây là quần của Ready Kick và trên chân mình là có đủ dân. Chúng ta sẽ thử một số những bài test cơ bản. Thứ nhất là squat. Đây, nó không bị vướng nhưng mà kê một cái như cục gỗ nó không chỉ rồi. Không chỉ em đó rồi. Đây,
rating 10 điểm các bạn. Mình
Chúng ta sống nhiều lần nhưng mà chỉ chết một lần thôi. Đúng không Kevin? Bắt được rồi, bắt được rồi.
Now hold the phones. Đây máy vào đấy. Ra đấy tiếp lên. Ấy. Hả? Hai. Khoa phải tiêm cho tới đúng không? Không biết. Khoa tiêm. Biết rồi. Dừng lại chuyện. Chúng ta đang nói chuyện là cái câu chuyện này. Bằng câu chuyện thẳng độ. Bộ chơi mà cũng biết sợ bọn nó thôi. Bọn nó trong bên trong. Mình thì chắc chắn là không ca nào mà. Thì Pew và Pew vừa hiện tại Kevin đang ở trong nhà vệ sinh. Thì phải thú thật không biết mọi người có cái trải nghiệm này không, nhưng mà rất là nhiều ý tưởng đặc biệt hay là hay mà viral của Kevin đến từ trong lúc mình đang ngồi trong nhà vệ sinh. Và hôm nay mình nhân dịp cơ hội này để đọc một cái bức thư rất là đặc biệt đến từ nhà tài trợ. Kevin Bùi thân mến, mình là Founder đến từ Ready Kick. Kèm với lá thư này là món quà tinh thần cổ vũ, khích lệ mà ReadyKick dành tới bạn với những đóng góp của bạn dành cho cộng đồng GM Việt Nam. Hãy tiếp tục ghi dấu thêm những khoảnh khắc vô địch và khiến những khoảnh khắc đó trọn vẹn bạn nhé. ReadyKick sẽ luôn đồng hành cùng bạn, Director và Founder. Mình sẽ cố gắng hết sức để không làm phụ lòng tất cả những cái bạn đã dành thời gian để theo dõi video của mình. Và mình sẽ cố gắng để ghi lại tất cả những khoảnh khắc này, cũng như là một phần là để kỷ niệm, hai là có thể cùng các bạn đồng hành trong suốt cái quá trình mà mình hy vọng là có thể bước lên sàn để thi đấu vào tháng 8.